Rồi, em xin chào nhà nha. Hôm nay em lên thêm lô mới cho nhà chọn ha. Thì bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hẹn nha. Còn nếu tin tưởng em á, chuyển khoản hết là bên em bao ship ha. Đầu tiên nha, con Trojan Country, con này dòng Orient đó. Chạy 6 kim 3 cốt ha. Này kiểu nhiều anh em phong thủy á, họ thích những cái mặt bát quái nha. Bên đây xanh, bên đây bạc ha, hình bát quái. Ở sao đích cũng có nha. Nhìn em phong thủy chốt máy này ha, dây khóa bản thép hết nha. Độ mới này còn cao á. Này thì bản chuẩn nội địa của Nhật này, máy Nhật hết nha. Orient bên hông ở đây. Thì em xài thương hiệu của Trojan Country của Orient là biết rồi. Máy Nhật siêu bền là nó đó. Đáy sấy luôn. Thông số đủ nha, có hình bắt quái nha. Dây khóa thép. Này dây tầm 18 nha. 18, tay 18 đổ lại đeo thoải mái luôn, lên tay nè. Mặt nhìn có duyên nha. Nhưng em thích kiểu bắt quái nè. Nhiều họ kiểu phong thủy á, để có test giao quan này, có giao quan, mình có giao quan ha, kim với cọc số, mặt bên đây xanh bên đây bạc. Rồi con này thì xe ngang của nó luôn là 39 nha, 39 thì thằng tài á, đứng luôn 46 mỏng 10 ly, nếu mà đo rè phải hơn tới 42 lần. Chạy 6 kim ha, này đồng hồ 24 giờ chỉ ngày đêm, này đang chỉ buổi chiều nè, gì buổi sáng nè. Này thể thao 3 kim chính là 3 kim lớn rồi đó, kính không sức mẻ nha, dòng bóng vết lông mèo nguyên zin đâu, chưa đến bóng spa nha, chắc xin đó nha, còn phải sức. Đoạn này bán 850 mã M71 nha, 850k M71 nha, dòng 6 kim nội địa Nhật. Rồi một con Casio Multiband 6 nha. Con này thì từ bữa giờ anh em cũng hỏi mấy dòng này nha, dòng này sau này chắc thấy cũng ít lợi nha. Con này thì full zin luôn, này 7 kim, là 7 kim với đồng hồ này 2 kim nè. Này đồng hồ chỉ ngày đêm luôn, 24 giờ chỉ ngày đêm. Cái này ngày đêm đây chứ, ngày đêm này chỉ buổi chiều buổi sáng nè. Này xem muốn gì thế giới với lại báo thức chỗ này. Này lịch vạn niên nè. Này là chỉ chức năng nè, từ thứ hai tới chủ nhật. Chỉ giờ điểm ngược, em bấm giờ điểm ngược cho. Không có cái chút nó chạy ngược, có chức năng nhiều lắm. Với lại muốn giờ thế giới vòng vòng cái này nha. Đó. Xem được nhiều muốn giờ thế giới luôn ha. Nó dòng 7 kim nhưng mà mình trải nghiệm được nhiều chức năng á, là máy này. Cái pin năng lượng nha, pin năng lượng lịch vạn niên ha, dây khóa nè. Anh em muốn trải nghiệm cách chỉnh giờ mấy dòng này cứ báo em gửi video cho. Có nhiều anh em ta thích đeo đồng hồ, ta trải nghiệm chỉnh giờ nữa, rất hay ha. Quay cấp tờ mặt sau đây thì có mã search Google nữa nha, Casio WVQ M410 là ra nó thay linh kiện phụ kiện như sao băng của Nhật, lắp ráp nhà máy đặt ở China ha, bắt đầu mới xuất về thị trường nội địa Nhật, chất nhựa cũng ok. Con này đổ mới tầm 80 80 85 trăm đổ về thôi, kính không sức mẻ, dạng bóng bắt lông mèo ha, bấm này chạy ngược nè, chạy ngược nha, chạy ngược đâu cỡ đâu nửa tiếng 20 phút gì đó à. Vô sáng mà đeo uống phê pháo bấm cho nó chạy, nó kiểu bản thể thao mà giờ vẫn chạy bình thường, nó kiểu chạy thể thao chạy ngược giờ điểm ngược nè, rồi bấm ngưng cái nè, reset nha. Rồi bấm qua đây cái là xem muốn về thế giới nè, cái đồng hồ này reset về thế giới liền nè. Đó. Rồi bấm qua đây cái báo thức nè, đồng hồ này cũng reset cái giờ báo thức giờ ban đầu nữa nè, on off đi nè, nhiều chức năng lắm, anh em muốn trải nghiệm cứ báo nè, quay lại giờ bình thường chỉ thứ đó. Rồi con này thì xe ngang của nó cứ 43 đổ về thôi, 43 mỏng 13 ly, dây thì dài, dây con này còn dài, dây này chứ 19 luôn, lên tay quẩy. Mặt nó kiểu mặt xanh bút chì chứ không phải mặt đen bô công nha, xanh bút chì nha. Rồi, con này em bán nhà giá 700 thôi, 700k mã M66 nha, 700k M66 ha. Rồi Casio thì em lên chỗ nhà con này đi, dòng Ovela nha. Con này lâu lâu mới có một con gì nha, rất là hiếm luôn á. Nói chung có nhiều nhưng mà độ mới gì ít lắm. Niền của nó mà nhà thấy còn phay xước. Toàn thân nó là mã rơm nha, mã rơm cái màu như mấy cái màu Senko 5 vậy đó. Toàn thân luôn. Ovela dòng cao của Casio nha. Lịch vạn niên ha, lịch vạn niên, cọc số học trò, số trò có giao quan test thử nha. Cái này giờ quang sáng, có giờ quang sáng nha. Con này độ mới còn cao lắm, mặt sau đây nha. Cứ search Google là Casio OVW 110 nha, Casio OVW 110 là ra này đây, linh kiện ra băng nè, lắp ráp nhà máy đặt ở Thái Lan nè. Bắt đầu mới xuất về thị trường nội địa Nhật, thì nhà nhìn cái mặt sau thấy còn mới, thấy uy tín này, pin năng lượng khỏe nha, dây khóa nó đây. Mấy dòng này khỏe mới reset mới chỉnh giờ được nha, nó là lịch vạn niên luôn ha, tháng thiếu tháng đủ cũng bước qua ngày mới tháng mới, nhìn cái đèn thôi là biết nó mới rồi. Thì cái con này nha, em
Em báo luôn nha, tự giờ em quay vậy nha, dễ vậy thấy, nhưng mà phải để ý kỹ mới thấy nha, kiểu nhà sản xuất nó sao nha, nó tự ở trong cái máy nó sẽ có hai cái kiểu tiếp xúc á, nó sẽ ngay hai cái này, khi mà nó ngay thì cái không biết nó sao mà cái nó hơi hơi lệch nhẹ bên xíu nè, dù 30 phải nằm chỗ đây xíu nè, chỗ này xíu mới đúng ha, này hơi xíu nhưng mà không đáng kể gì đó, đúng giờ bình thường của nó hết à. Nó có cái nhìn, ví dụ nhìn kỹ á, soi kỹ mới thấy thôi, nhưng mà bán hàng si phải báo nha, để em có khi về tao mua con đồng hồ về nhìn tới nhìn lui sao thấy này nó hơi hơi xéo xéo xíu nè đó, cái này là em nghĩ là nó sẽ bị lệch cái mặt hay là sao chứ không phải gì, không có lỗi gì nha, nó cũng bình thường vậy đó, nhưng mà vẫn báo nha. Rồi con này thì sang dây của nó là 18, 18 8 năm được đó. Này 19 được luôn á, nhưng mà khuyến cáo 18 8 năm đi, lên tay nè, nó chắc luôn, không có gì nha, số vẫn bình thường nữa nè, chứ không có gì đó. Dòng cao Overland là dòng cao của Casio. Rồi xe ngang của nó luôn là 41.4, chiều đứng luôn là 45.8, mỏng 11.4 nha, rất là mới ha. Rồi 700 mã M67 nha, 700k M67 nha. Con này mà nó cái mặt nó ok hết, em bán 850 bình thường nha. Có nhiều anh em ta thích sưu tầm mấy cái dòng, nó dòng Thái Lan, gấp ráp Thái Lan thích chuộng mấy dòng. Rồi Casio nha, em lên cho nhà con vuông này đi, anh em sưu tầm dòng Databank 5 nha, Multibank 5 chứ. Nó cũng là thuộc dòng đâu. Này không có Databank nha, này là Multibank, Multibank 5 tức là nó bắt năm sóng radio nước ngoài ha. Nó đang trên đây là ngày thứ tháng năm đầy đủ, giờ thứ nè. Bấm vào đây là xem mua gì thế giới nè, nhiều lắm, nhiều mua gì thế giới lắm. Nó dòng cao, thuộc dòng cao luôn. Này bấm vào điểm ngược 6 tiếng, bấm vào đất hao nè, báo thức nè. Đó, quay lại giờ bình thường, đèn đó. Đèn led nha, led ha, đèn màn hình. Dây thì không phải dây zin nữa đâu, dây này dây xịn từ Nhật về, dây nó dẻo lắm, dây này chắc nghĩ là sẽ chắc hơn cọc dây zin luôn. Dây nữa đó, khóa dây ha. Dây khóa bên hông. Trong con này thì nó cũng xuống, nó xuống nhưng mà nó đều nha, nó đều con đồng hồ. Trong đeo sưu tầm này nó hoặc là siêu bền nó là chốt cái này, nó tầm 80% nha, 80% có báo ha. Đầy đủ chức năng đó nè. Anh em mua con điện tử Việt Nam xài thì chốt con này xài rất là bền. Đó. So với điện tử, mấy con điện tử Việt Nam thì mấy này thì bỏ xa ha. Xe ngang 39 mỏng 12.6 đứng 45.4, con này bán 350 thôi, 350 đi. Đó. Cân nhắc giá lại nha, 350k cho anh em mình sưu tầm thôi. Nó bằng cái con mà Casio mà huyền thoại á, nó bằng giá thôi. Mà nó nhiều chức năng ha. Dây thì xịn nè, dây này xịn. Rồi 350 chuyển khoản bao ship nha, M76 nha. Con này là con G-Shock xịn nè. Đó. Thì anh em mà không ngại mấy cái vết thời gian này nè, tự thì mấy này thường người ta đeo kiểu cũng làm việc nào đó, đeo bừa nữa thì anh em mà hay làm việc coi giờ nữa hoặc là sưu tầm có mẫu này mẫu kia thì tùy, giá thì cũng là tặng quá rẻ nha, kiểu như là nó cũng theo cái con đồng hồ rồi, theo cái kiểu độ cũ của nó rồi, nó nên giá cũng hết hết ở nhà. Như nhà giờ là mua cái này như cái mua cái máy hoặc là cái chức năng coi giờ thôi, chứ thật sự nhưng mà bền nha, nhưng mà nghĩ kỹ lại là nó rất là bền nha, đang thứ ngày tháng đầy đủ nè. Đó, này xem mua gì thế giới nè, báo thức nhiều lắm. Đó, bấm giờ thao điểm ngược. Đó, quay lại giờ bình thường, đèn giữa nè. Đó, đèn sáng coi giờ chữa lửa nè, rất là bền ha. Mua kiểu anh em mà hay làm việc lao động đeo đồng hồ chốt cái này về siêu bền, bình thường hết bên thai thôi. Xe ngang của nó là 50 mỏng 15.9, thì con này cứ search Google đi, giá trị ban đầu rất là cao, tự lẫn cũ quá thì giá vậy đúng rồi, tiền nào của nấy mà, cứ Casio G GD nè 350 BR là ra thôi đó. Casio ha, GD 350 BR là ra, giá trị ban đầu ta cũng mấy triệu, giờ sốc xịn ta mà. Rồi con này bán 280 mã M75 nha, 280 M75 có móc khóa vậy, khóa 150, con này máy Nhật đen ha, móc khóa cho anh em về sưu tầm gắn với móc khóa xe nữa đó, máy Nhật đen mặt xanh toàn thân mạ rơm ha, mạ rơm chiều đứng luôn là 49 mỏng đó, 9 10 ly đi, chiều ngang của nó là 5 40.05 móc khóa ha. Rồi 150 mã móc khóa nha, 150k mã móc khóa. Rồi một con Scan thương hiệu Đan Mạch máy Nhật, con này siêu mỏng mặt xanh anh em, phong thủy chốt này, có gia quang á, mấy dòng này có gia quang tĩnh điện nha, toàn thân titanium mà tĩnh điện nha, trong đấy ghi nè titanium ở sau chứ, sao ghi titanium nè, đúng rồi titanium nha,
Sagen là thương hiệu Đan Mạch này, thương hiệu nổi tiếng của Đan Mạch, máy Nhật, thông số đủ hết. Dây của nó là dây titanium mà tĩnh điện nha. Ừ, Sagen nhập hiệu. Bây giờ anh em hỏi chuẩn hãng không, mình cứ search Google nó nha. Nè. Chỉ có Sagen, chỉ có bên Nhật tao bán, ở Việt Nam thì chắc có nhưng mà không biết mình mua ở đâu thôi. Chỉ có hàng xi Nhật sau này mới nhà mới biết mấy thương hiệu nha. Bên Nhật tao chuộng cái này nha, titanium chống nước ba, ATM rửa mặt đi mưa nhẹ được. Hàng xi nha, em có báo lại hàng xi là không có bao nước nha. Có trường hợp hô xài vô nước á, rồi báo em hô nhận hàng mở ra đồng hồ vô nước. Từ lúc mà cái nhà kiểm tra hàng shipper cái đồng hồ vô nước, cái nhà không bao giờ nhận đâu, nên xài mấy một hai bữa vô nước rồi thì cứ cứ báo là vô nước thì cứ báo em, thì em sẽ khuyến khuyến cáo là đi thay ron thay phốt thôi, chứ thật sự tự nhiên báo em là đồng hồ mở ra vô nước thì đó là khó tin nha. Đó chuyện đó khó tin ha, nên hàng si cả nhà cứ lưu ý ha, em có báo rồi không có bao nước nha, những shop nào bao nước đó thì mình mua cũng được, nó tùy shop thôi. Nhưng bên em thì hàng si không bao nước rồi, một phần cũng do cách người dùng thôi. Cứ bao nước, ví dụ con này bao nước đi, làm ron mình làm ron hết rồi, độ chống nước nó chỉ là rửa mặt đi mưa nhẹ thôi, làm ron làm phót hết rồi. Mình cứ y là mình ở nhà mình test ngâm nước cũng không vô, nhưng mà về tới người ta làm người ta ngâm nước hoặc là kéo núm ra là chỉnh giờ quên đẩy vô, dùng nước cái hấp hơi, mỗi lần hấp hơi mỗi lần báo như là cũng như không nha, mỗi lần hấp hơi cứ ra thợ ta sấy khô ta thay ron thay phót cho mình, là cái đó là biện pháp nhanh nhất nha, nên khỏi cần báo vô nước chỉ cho nó lâu. Cái đó mình làm liền nha, để hấp hơi vô máy là IC là chết rồi, rất là uổng nha, là phải sớt tim nó rất là mỏng nha. Có trường hợp đó nha, hàng si cái nhà cứ để ý đi, người ta bán không có bao nước vậy, kinh phí đồ nó bao nước quá rẻ rồi, mà xe ngang 40 mỏng đó, 8 ly. Thí dụ con này mới bên Nhật ta vẫn là bán 4 5 triệu đi, bây giờ mình mua có 7 50 mà độ mới nó hơn 85% rồi, rồi bao nước gì nữa. Người bán bao nước, nhiều lúc người ta vẫn bán cái nhà bao nước nhưng mà đến hồi mà nó vô nước rồi là người ta có quan trọng, mà người ta có làm được cho cái nhà hay không, hay đó là chuyện quan trọng, nó mới bao nước hay không là chỗ đó đó. Rồi 750 mã M48 nha, 750k M48 ha. Chứ bán thì muốn bán 1.000 bữa mà cứ báo bao nước là bình thường, ai bán cũng được á, nhưng mà quan trọng là lúc mà có chuyện người ta có bao cho mình, dám bao cho mình hay không thôi. Nó nay mua hàng bên em đã có hỗ trợ này nọ thì nhắn cho em mà cũng biết rồi nha. Rồi một con thương hiệu gì này khó đọc, Ruken gì đi đó, Ruken thì con này cũng là máy Nhật luôn, máy Nhật lịch là lọc gốc 6 giờ mặt trắng kính còn đẹp, này mới á, bản dây lụa luôn, mỏng này, anh em thích mỏng lụa này chốt này đó. Chìa khóa nè, full đen. Rồi con này thì xe ngang của nó luôn là to nha, này 40 cái mỏng nó 7 ly 8 nha. Lên tay thử bản lụa ha, dây khóa zin hết. Thì chỗ này nha, chỗ này thì nhìn đây kiểu nói chung con này mới lắm, nhìn này kiểu trong lô thì nó mờ thôi chứ không cũng không phải bị gì nữa, chỉ phải phai nhẹ nhẹ thôi, mà con này độ mới còn cao nè. Nè chỗ này không đâu có gì đâu, tự em thấy thấy nó kiểu người ta chỗ này đen, chỗ này nó hơi trắng xíu thì thấy khác thôi, chứ nó không phải bị gì nữa nha. Máy Nhật ha, tĩnh điện. Rồi con này thì 650 mã M40 nha, 650k M40 bản lụa, nên dễ lên tay lắm, phối đồ cũng dễ dễ đeo, có lịch nha, gốc 6 giờ 650. Rồi mỏng thì em vẫn còn DW nha, DW em bao chuẩn nha, máy vàng, anh em có xem kênh em biết rồi, con này bữa có cho xem máy máy vàng máy chuẩn của DW nha. Đó. Thì ngày xưa máy này cái nhà mua ở Việt Nam á, nếu mà muốn mua một con xây 40 nè, xây 40 41 nè, là cái nhà phải bỏ ra phải tới gần 4 triệu mới mua được con ấy vậy nha, nên giờ hàng xây thì nó quá rẻ nha, xây 40 là chính nè, mỏng nè, rất là mỏng luôn, đo không không đo cái dây có 6 ly thôi càng nha, 47 nước vàng còn rất đẹp nha, nước vàng. DW là thương hiệu Thụy Điển á, máy Nhật nha, zin khóa hết, dây zin nó luôn nha, cái này dây zin chứ không phải là chế nha, cái là cái bản của nó là bản dây dù. Rồi con này thì 850 mã M9 nha, 850k M9 nha, bao nha, chuẩn hãng nha. Hàng si thì mình mua giá gì là quá bình dân rồi, chỉ có hàng si mới vậy thôi, còn ngày xưa cái nhà phải bỏ số tiền lớn để sở hữu những con này thì giờ hàng si thì vậy, mặt trắng cọc số vàng. Rồi 850 mã M9 nha. Rồi một con DW luôn, con này thì size 36 thôi, anh em tay nhỏ tay cứ 16 đổ về đeo form này, có nhiều anh em tay mảnh họ thích đeo những con vừa vậy nè, nó cũng là mạ vàng vàng hồng hết nha, mặt con này thì mặt đen bao công khóa zin hết à. À, cũng là máy vàng hết nha, dây khóa nè,
Rồi con này 700 mã C96 nha, 700K C96. Chiều ngang của nó luôn là 36 đứng. 5 đi 7. Ví dụ mình không thích dây này, về mình sắm thêm một cái bộ dây da. Ví dụ mình đi đâu á, ví dụ mình lâu lâu mình đeo cái mẫu này, lâu lâu mình lắp dây da vô đeo cái dòng này thì dễ đeo rồi. Nên đổi tới đổi lui đổi dây tới lui là đeo ok rồi. Rất là dễ ha. Rồi 700 mã C96 nha. Hàng xây cái độ mới gì ở nhà mua mấy trăm ngàn được mấy Nhật, siêu bền, hết lỗ nha. Rồi một con báo thức đi. Con này báo thức nội địa Nhật Tokyo nha, cờ lốc sao băng nè. Mấy con này thì giá vậy là quá bình dân nha. Có nhiều trường hợp anh em vô trả giá chia ly mấy chục ngàn cũng không hay. Mấy này cả nhà mua, có nhiều anh em mua lầm những con mà đời cao, đời sau này chứ, đời sau này nó bánh tàn bánh nhựa không à. Con này đúng chuẩn hãng của ta là ở trong là bánh răng bánh thép hết nha, bánh thép hết luôn. Nè rồi thiết kế ngoài thôi là thấy nhở, mấy cái này bằng đồng luôn á, mấy này mấy nút này bằng đồng, bằng thau, bằng đồng chúng ta hết, lên cốt này, lên này hai cốt nha, cốt này cho báo thức nè, cốt này thì cho giờ, này nút giữa luôn luôn là chỉnh giờ rồi, chỉnh giờ nha. Rồi, cái này thì thời gian mình xài nhanh chậm nhưng mà con này đang chạy ok nè, này gạt lên báo thức nè, này xe là cái kim nhỏ nè, kim nhuyễn nè, kim báo thức đó. Rồi xe đúng là báo thức thôi đó. Tắt này mua về cho mấy bé sáng báo thức đi học hoặc là anh em trưng bày tủ, cái mặt nó nhìn cái màu nó cổ điển, nước vàng của nó còn đẹp, cái độ mới này còn cao từ cái bọc trong luôn nè. Mấy này thì giá thì quá bình dân này. Này ngày xưa nhà mua bên Nhật mua giá không rất rác ha, sau này thì chỉ có bên Nhật mới có mấy cái dòng gì thôi, chứ còn Việt Nam thì là toàn là báo thức pin hoặc là đời mới không à. Xe ngang của nó luôn là 61 ha, đo cái này cho nhà luôn. Mỏng thì 23 gì vậy? À, mỏng thì 23 nha, 23 ha. Cái hộp nó kìa, hộp nó thì 74.6. Này thì nó dạng trong lô á, này nắn được hết à, nắn ra hết á, để dễ mà. Này tròn ha, đen nhám. Và 450 mã Q14 chuyển khoản bao ship nha, 450K Q14 chuyển khoản bao ship ha. Này độ mới cao chuẩn nha, bao nhà chuẩn nội địa Nhật. Rồi em vẫn còn mấy mẫu kính lão này nha. Kính lão thì cái giá này cái nhà ở Việt Nam cô chú anh chị đã từng mua kính lão biết, con này thì đúng lão nó là 1.25 độ, độ lão nước vàng của nè, nước thương hiệu của Sunton là nội địa Nhật rồi. Nước vàng thì khỏi chê nha, ví dụ mình so sánh mình đang xài một cái kính lão của Việt Nam á, mua tại Việt Nam á, cái mình về so sánh hai cái nước vàng là biết rồi. Con này thì xe ngang của nó từ đây qua đây là 13.5 nha, trong đây có ghi thông số nè, nước vàng của Nhật nhà thấy nè, bóng lưỡng mà nó còn đẹp lắm, với lại được cái là kính thủy tinh nha, kính thủy tinh nha. Cái kính này thì 250K thì ra ngoài kia kêu người ta cắt kính thủy tinh thì chắc không được nha, không được. Cái này kính mới đó, mới nó chưa dùng nha. Xe ngang 13 năm, lão của nó là 1.25. Thì cái kính này á, nếu mà mấy chú mà mặc to xíu 14 á, được hết nha. Nè, nó sẽ nắng được nha, mấy này sẽ nắng được nha. Nó rất là dẻo luôn á, nhiều lúc mình thấy nó vậy chứ nó dẻo lắm nha. Về mình nắng ra, đeo cho vừa cái độ lão của mình. Rồi, cái này em bán 250 mã K993 nha, 250K K93. Cô chú anh chị vừa độ lão đó là mua rất là hời những cây kính lão. Nhưng mà mình trước sau cũng phải có lão có độ nha, dù anh em chưa cần thì nó sẽ không có giá trị, nhưng mà cần mấy này thì mua chung là rẻ, bền rẻ là của mấy này thôi, là mấy đồ si thôi, nó mang tiếng đồ si nhưng mà hàng chưa dùng mà. Cái này thì độ của nó là 1.75 ha, đây 2.25, 2.75 hoặc mấy kia bán hết rồi nha, còn 1.75 như còn ba ba cây bóng cây gì đó, nó mỗi cái hai hai ba cây gì cũng có nè, anh em lấy 2-3 cây có hết nha, mua tặng người thân hàng xóm bà con cô bác gì dạ, tặng hết cũng được nha, giá trị thì cũng quá rẻ rồi. Sunton nội địa Nhật, nước vàng ve quý còn mới hết nè. Tính thủy tinh rồi 250 mã K92, nó từ bữa giờ bán cho mấy chú chưa thấy phản hồi, nó chắc kiểu đeo đã quá nha, kiểu mắt Nhật mà đeo kiểu phơi kiểu sáng á, đúng chuẩn á. Có nhiều chú hô cắt kính lão ở Việt Nam chắc dễ cũng chả lò, như kiểu không đúng sao không hiểu. Còn cái này bán rộng thôi đó, cái này ví dụ lúc trước thì em có kiểu nó có ghi thông số lão á, cái đợt có lô thông số, sau này sau tự nhiên
nó làm mắt cái thông số nha, nên mấy cây này giờ bán phải bán giá ấy rồi, xuân ton luôn nè. Kính kính gập kính gập chủ yếu là giờ cô chú về, ví dụ thích sưu tầm kính kính có gấp vậy nè, nó về mình lắp kính lão hay là kính mát kính râm thì tùy mình, gấp vô vậy nè, bên đây cũng vậy nè, gấp vô nè, kính gấp gấp vô một cái nữa nói gì á. Rồi cái này bán rộng thôi, nước vàng của Nhật là nha, biết sẽ ok nha. Nước vàng của nó nói chung bền nha, bền màu á nè. Kính gấp. Rồi bây giờ cái độ này thì không có biết nha, dễ vừa đeo luôn, còn không thì lắp cho cái chồng khác nha. Cái này là nghĩ sẽ hơn hơn ba luôn, hơn 3 độ luôn nha. Tự nó cầm cái kính này với kính hai kính 175 dày lắm, dày hơn cái này tầm 2 độ mấy đi, 2 độ mấy thôi, báo 2 độ mấy được rồi. Nhưng mà không có bao độ để mất công về hu kêu 2 độ mấy chú đeo không có vừa chết luôn nha. 140 nha, nó xe ngang từ đây 14 rồi 230 k mã K91 nha, 230 k K91 kính gấp ha. Nó kính thuộc kính lão nhưng mà khơi mắt thông số rồi nên bán gì bán rộng thôi. Casio Multiband 6 nha, con này mới lắm, con này thuộc nó dòng trước của Multiband 6 sau này nha. Nó thuộc dòng trước nữa nhưng mà độ mới này còn cao nha, cũng 3 kim ha, hai máy vừa kim điện tử, mức pin nè, xem giờ thế giới nè, giờ thế giới London Paris, ví dụ Paris đang là 10 giờ 47 phút, mình có người thân nước ngoài coi giờ bên đó luôn, báo thức con ngày thì một ngày cái nhà chỉnh được 5 lần báo thức luôn. Thì có nhiều anh em hỏi cái báo thức đang ngày gì, báo thức chỉ tới 5 lần nha, tự có trường hợp mình không biết nó sẽ có rất là hay ha, ví dụ một ngày mình làm việc gì đó hoặc là người bệnh đi, người ta uống thuốc nhắc giờ hồi đó một ngày khi người ta uống 3 lần thuốc thì nhắc giờ cũng rất là hay nha, rất là, cái chức năng báo thức này rất là hay nha. Có nhiều anh em hỏi làm gì báo tới 5 lần chi cho nó mệt nữa, nhưng mà đến hồi cần sẽ cần nha. Đó rồi này bấm giờ thể, này giờ điểm ngược, này giờ thể thao, nãy giờ điểm ngược, này giờ thể thao nè, này quay lại giờ bình thường đó, chuyển qua đây là giây, chuyển qua đây giờ, chuyển qua đây là ngày thứ đó, thì mình coi giờ bằng kim để ngày thứ nha. Con này thì tất cả đẹp á nhưng mà nó có vết, nó vết lông mèo xíu đây, không đáng kể nha, vết sẽ nhẹ xíu à, tự kính zin của nó à, nhìn loáng không đó, không có sức mẻ vậy, cái dây của nó luôn. Độ mới này cao á, mặt sau có mã sạch Google đó nha, Casio WVAM600 mà ra thôi. Đó. Linh kiện phụ kiện sao băng của Nhật lắp ráp nhà máy đặt ở China, bắt đầu mới xuất ra thị trường nội địa Nhật nha. Có nhiều anh em cứ ngại bản China không có xài nhưng mà giờ cuối cùng cũng phải xài iPhone, nó lắp ráp China không chứ đâu nha. 41.7 mỏng 109 đứng luôn là 46.9. Nhiều lúc bây giờ hàng Trung Quốc giờ nó cũng đứng thứ sản xuất lắp ráp đồ cho toàn thế giới luôn nha, đứng thứ hai tính ta giờ đứng thứ hai nha, sau Mỹ thôi chứ thật sự Trung Quốc giờ rất là mạnh ha, nên đừng có chơi đồ của nó, đồ của nó chính hãng chung là xài rất là bền luôn nha, anh em đã từng xài biết nha. 500 mã M65 nha, 500k M65 ha, dù lắp ráp mà Việt Nam mình còn hơi ớn nha, China cứ dùng rất là bền nha. Con này con Reduno, con này là dòng bình dân của Citizen á, thay vì bây giờ con Citizen ngày xưa lắp ráp ra cũng cái máy này luôn đó. Ví dụ người Nhật ta bán là 7-8 triệu nhưng mà những người mà ta bình dân thích sở hữu những cái dòng máy gì mà ít tiền, không có tiền ta mua không nổi, thì người Nhật ta sẽ thiết kế ra một con thương hiệu cũng của Citizen, Reduno cũng là cái máy gì luôn nhưng mà với cái giá là 2,5 triệu 3 triệu thôi đó, cho kiểu cho những người ít tiền á, đến tay người ít tiền ta dùng ha, có dùng là những con Reduno này thôi. Độ mới này bản thép dây nè, đồ mi nè. Có nhiều anh em ta ngại mấy dòng này, ngại thì đúng rồi, từ ngày xưa không có anh em nào mà hướng dẫn YouTube chỉnh giờ hoặc là reset chỉnh mấy con này, sau này thì anh em YouTube người ta làm nhiều rồi, ta chỉnh rất nhiều, nhất là kênh em hướng dẫn mấy này hết à. Kênh em giờ chủ yếu là chỉnh mấy này để chi mình bán đồng hồ để chỉnh cho người ta biết, để người ta có lỡ xài sai người ta sẽ chỉnh được nha, nên cứ yên tâm xài ha. Pin vẫn có bán Shopee rất là nhiều nha, công nghệ giờ cũng rất cao, cứ từ Shopee lên Shopee mua từ hàng từ Trung Quốc về bình thường cũng nha, bên Shopee vẫn có Shopee Trung Quốc bên đó mà, trên Shopee mà Việt Nam mình vẫn Trung Quốc cũng chuyển về bình thường nha, khoai sước nè. Pin này thì khỏe, nếu mà về Việt Nam mà cái nhà phơi nắng mà chỉnh giờ reset ok, này con này phải xài cái 2 năm nữa, 2 năm chưa xin nhơi đâu, nếu mà xài đúng đàng hoàng, còn mà bỏ chết luôn thì pin hư là đúng rồi nha, còn xài đúng đàng hoàng tiếp xúc mỗi ngày pin rất là bền nha, tuổi thọ 5-10 năm là bình thường nha. Vẫn là chạy máy H415 thôi, H415 nha, nó cũng thuộc dòng Citizen, nắp sau thấy còn uy tín nha, bản thép
size 38 thôi. Con này thì cứ form 17 đổ về, đeo như em, đeo là đầm tay rồi. Kính không sức mẻ, dẫn báo vết lông mèo, kính đẹp, kính 85 chậm luôn, nhà hàng si dẫn báo vết lông mèo nha. Có trường hợp anh em mua hàng si mà đồ mới luôn, kính đẹp luôn á, thì chắc rất là ít. Với lại tụi em quay nhiều quá, sao mà kiểm soát hết kính được, nó cũng phải có vết thời gian trong lô mà. Xe ngang nè, 38.4 tính 38 mỏng, đứng 9 ly rưỡi, mỏng 9 ly rưỡi đứng là 43 nha. Dây thì nãy em có đo chứ. Dây 18 đi nha, 18 đi. Thì con này có trường hợp là những anh em hỏi ơi sao thằng này nó ưa chạy trước 2 tiếng rồi đó. Thì vậy nha. Thì khi mà anh chạy trước 2 tiếng á nhà cái ăn lúc nè. Đó, rồi mình cứ xe về thôi. Giờ con này đang chạy đúng rồi nè, xe về 1 tiếng nè, 2 tiếng nè. Đó, rồi mình để tự nó chạy lại thôi. Con này chỉnh cho đúng là đang chạy đúng. Này lịch vận niên chỉnh giờ một cái một là chạy hoài thôi. Rồi vậy thôi, con này chỉ là thao tác gì hoài thôi. Ví dụ sau này mình đeo mà nó chạy trước 2 tiếng cứ ăn lúc này cái kim vợ quạt xe tới xe lui chỉnh về thôi là chạy sai bình thường. Thì có anh em hỏi nguyên nhân tại sao, tức là nó là cái máy của nó là mặc định là của Nhật thì nó sẽ chạy trước Việt Nam mình 2 tiếng là đúng rồi, nó là mặc định. Khi mà nó ngủ đông á, tự mình cho nó ngủ đông nha, còn mình cứ để ngoài ánh sáng á, tối đi ngủ để dưới ánh đèn á là nó chạy hoài luôn, chạy đúng về Việt Nam luôn. Còn mình để mà trong tối lâu quá nó ngủ đông á, khi mà thức dậy nó sẽ, nó kiểu mặc định của người ta là Nhật mà người ta phải cập nhật giờ của Nhật chứ nha, nó ta mới gọi nó là bản nội địa Nhật là chỗ này ha. Đó. Rồi con này em bán 550 mã M77 nha, 550k M77 ha. Mấy con này mới siêu bền mà giá bình dân là chỉ có mấy con Reno rồi thôi. Cả nhà trải nghiệm được cái bộ máy của lịch vạn niên á, là máy máy xịn, máy lịch vạn niên á nha. Còn máy thường kéo núm cái chỉnh giờ bình thường là như mấy con này thôi nha. Con này thương hiệu Carter nè, của hàng Citizen á, chạy máy Nhật luôn nha, liền xay được. Này bán kiểu anh em hợp không thủy màu vàng thôi. Kính lồi có lông mèo nha, có bớt thời gian lông mèo xíu nè. Nhưng mà nhìn chung là tầm 80% hàng si mình đeo siêu bền mấy này rồi. Mặt sau đây, thông số đủ đáy sấy ha. Con này lắp ráp ở nhà máy Korea Hàn Quốc nha. Dây khóa nè. Rồi con này được cái mặt vàng thôi, với lại máy Nhật nữa, dây dài lắm, dây 19. Anh em thích kiểu cái dáng thể thao gì nè. Nó kiểu thuộc dòng lặn nhưng mà nó rửa mặt đi mưa nhẹ thôi. Hàng xây lưu ý không bao nước ha, có dạo quang ta. Này chắc dạo quang sáng. Có dạo quang nha, lịch gốc 3 giờ luôn. Cái này cũng còn phải sức. Rồi con này em bán 450 mã M68 nha, 450k M68 ha. Có con máy Nhật nha. Thì mấy con Reduno á, như con này nè, sóng radio thì có nhiều chú ngại không biết chỉnh giờ khó xài. Chốt con này. Reduno nó chỉ là khác cái con pin thường, cái là pin năng lượng thôi, thì dù sai giờ kéo nấm cái nè, chỉnh giờ chỉnh tới chỉnh lui thôi, chỉnh cho đúng giờ thôi, chỉnh đúng giờ đó, chỉnh đúng giờ đẩy vô kéo mắt giữa chỉnh lịch xe tới lịch ngày lịch tháng rồi thì vậy thôi, đơn giản nha. Nó cũng là thuộc dòng Reduno pin năng lượng nhưng mà nó là chỉnh giờ đơn giản. Dây khóa nè, độ mới này dạng như hàng trưng bày nè, đâu ai anh Nhật mà đeo đồng hồ để gì nha. Do anh kiểu hàng tồn kho trưng bày nằm trong lô á, nhà thấy nó vậy thôi, tầm gần 90% nha, 90% á, tự hàng nó chưa dùng mà do nằm trong lô thì mình thấy nó vậy. Có lông mèo nè, kính có lông mèo nè, 85% thôi. Mặt tròn, sốt trò, thư sinh á, pin năng lượng ha. Đeo đồng hồ mà mấy chú đeo đồng hồ làm biến á, nói chung là không quan tâm tới pin là chỉ chớ chốt mấy này thôi. Giá giờ cũng như giá cục pin rồi. Xe nghe 38 ha. Đứng luôn là 43.8 mỏng, 9 đi rưỡi. Rồi 500 mã M69 nha, 500k M69 ha. Rồi một con này bản nội địa Nhật, con này được cái là 4 kim thôi. Đó, 4 kim. Thì cái kim này có nhiều anh em hỏi kim này làm cái gì? Tức là nó sẽ chỉ thêm cái múi giờ thế giới nha. Thay vì bây giờ như mình đã đang là 5 giờ đi, gần 5 giờ này, 6 giờ là của nước nào nè. Dù nước nào trước mình tiếng á, mình cứ để ý. Hay là mình chỉnh lên, mình chỉnh cái kim này chỉnh được ha, chỉnh lên 2 tiếng, tức là này đang 5 giờ kim sẽ chỉnh tới 7 giờ tức là của Nhật. Tại anh em mình chỉnh thôi. Đó, có nhiều anh em hỏi chức năng làm gì, là chức năng nó là chỉ thêm múi giờ thế giới nha. Rồi con này thì có dạ quang nè, nó thuộc dòng lặn dòng nhái mà đúng của chai nè, vặn chỉnh giờ vặn cứng ha, dập hiệu này bản thép mà còn mới nha, bản full thép, thép đúc toàn thân, dây khóa zin ha. Mặt sau đây tới sấy trong nước tới 200m, rửa mặt đi mưa bơi vẫn được luôn, nhưng mà hàng xây lưu ý không bao nước nha. Dây này thì con này đúng 17 nha, em khuyến cáo 17 em đeo hở nè,
Cái này thì 18 được luôn á, nhưng mà em chỉ khuyến cáo 17 thôi, 17 đeo cho thoải mái xíu. Với cái form này thì cứ 17 đổ về đeo rất là đẹp rồi. Anh em tay 18, 19 thích đeo nhỏ thì cứ lắp thêm mắt dây. Dây này thì nó chung nhiều lắm. Dây này thì nó thông dụng rồi, ra hiệu là có thôi, kính đẹp không sức mẻ ha. Có lớp cúp 3 giờ, lịch cúp 3 giờ, cái này nó thấy còn mới, biết đồng hồ nó còn mới, chưa có phai chữ gì cả. Đây, anh em muốn nồi đồng có đá mà đẹp, đeo đẹp rồi nọ, đám tiệc gì mấy con này thôi. Siêu bền bản thép, xe 38.6, nếu rõ rè tới 40.7 ha. Nó 38.6 gần 39, đứng luôn là 47 mỏng. 12 ly con này chuẩn là 39 nha, thường bán 39 chuẩn luôn ha. À, con này bán 750 mã M70 nha. Dòng nhái dòng lặn là nó đó. Rồi một con này thì cái niền của nó chất niền đá nha, niền chất niền đá đúng rồi, niền hoặc là tĩnh điện thôi, chắc nghĩ niền đá, nhìn nó bóng, mặt xanh, lịch gốc 3 giờ, có dạ quang ta, có dạ quang kim hay gì đó. Này anh em tay vừa tay nhỏ thôi, tay có dạ quang kim thôi, này núm cổ chai luôn, núm cổ chai đáy sấy luôn, dòng nhái dòng lặn luôn nha, chống nước tới 100 mét. Đó, thông số đủ, dây khóa nè, dây khóa bản thép đó nha. Rồi, con này thì anh em tay cứ 16 đổ về đi, 16 đổ về đeo form mà được, tay 17 mà đeo bình thường. Vì anh em tay to họ thích đeo những con đồng hồ vừa nhỏ, dây này thì được 18 nhưng mà khuyến cáo 17, 17 đổ về như em mà đeo thấy chuẩn cho nó thoải mái tay xíu nè. Nhưng mà em tao mới đeo đồng hồ phải dây phải rút hơi vô xíu nữa mới được, chứ không có lỏng được gì, lỏng khó khó chịu lắm, lắc lắc khó chịu. Rồi con này thì máy Nhật nha, con này bản nội địa Nhật luôn nè, thương hiệu máy Nhật, xe ngang của nó luôn 35 này, đo chuẩn gì đây 35 đứng luôn là 40.7 mỏng, 9.4 kính không sức mẻ, dòng báo bất lông mèo, kính hơi lòi xíu. Rồi con này bán 500 mã M72, 500k M72. Rồi Casio huyền thoại này mua cho mấy chú đứng tuổi đeo coi giờ, mấy cô đứng tuổi muốn coi giờ đeo kiểu to coi giờ được, lịch ngày lịch thứ luôn. Mấy này thì ở Việt Nam vẫn có bán, ví dụ cái nhà mua muốn mua con này phải như ngoài 1 triệu nha, ngoài 1 triệu mới mua được con này. Thì con này mới, nó đâu khác gì con hàng mới đâu, nó chỉ là kiểu mang tính chất hàng si thôi, nhưng mà độ mới còn rất cao luôn nè, thông số đủ hết. Máy Nhật nha, lên tay kìa, này dây chắc 19 được, độ mới này tầm 80-800 đi, kính không sức mẻ, mặt bạc để tia ha, cọc số thép luôn, được là hai lực này, cho mấy chú đứng tuổi đeo đúng bài, mua cho mấy bố á. Xe 37 nha, đứng 43 mỏng 9 ly. Thì có nhiều anh em kêu em đo sai không không chuẩn, ví dụ nãy em đo trong đây đúng 37 nè, nếu mà đo cái rìa phải hơn 38-6, đo phải đo chuẩn nha. Xe lớn xe nhỏ gì bán cũng được hết á, chứ không phải là cố ý đo xe lớn bán, có nhiều anh em không thích xe lớn, ta chỉ thích xe nhỏ thôi, 9 người 10 ý nha, nên đo phải đo chuẩn nha, chứ không cần thiết phải đo lớn đo nhỏ rồi đâu, nên cả nhà cứ yên tâm ha. Rồi 500 mã M774 nha, 500k M74. Chỉ có trường hợp là cả nhà không biết mình đeo cái đồng hồ xe máy để hợp tay mình thôi, về mất công tay to quá thì đeo cái đồng hồ nhỏ thì nhìn kỳ, nhưng mà ngày xưa cái nhà chỉ đeo to nhỏ thì cũng phải đeo cái form này nha. Ngày xưa cơ cổ có 36 phải anh tây phải đeo để coi giờ mà, cái kính đó nha. Nó nhiều lúc mình đeo đồng hồ mới đời mới to ghét quen, họ quên cái đồng hồ quân tẹt xưa nha, cái xanh đó 500 nha, máy M74. Con AL3 dòng lặn niền xay. Con này thì niền xay thôi, mà nó kiểu thuộc cũng chống nước chứ không có đặn đâu, giữa mặt đi mưa được, ngày xay lưu ý không bao nước ha. Con này thì thiết kế cái niền nhìn như hoa mai, nhìn cái con này nhìn bông hoa mai, cái mặt của nó kiểu ô ly vuông dạng như nhìn giống 3D vậy. Đó nè, đó. Có dạ quang ha, có dạ quang AL3 là nó thuộc dòng công ty con của Senco á. Cái nhà xài mấy thằng mà nếu mà chuẩn nội địa thì nên chốt mấy này thôi, tự thằng Senco nó sẽ bị nhái nhiều, còn mấy này thì nó đã công ty con, nó sản xuất ra là giá bình dân để cho những người ít tiền ta xài á, giá bình dân mà. Tự nhiên hàng Trung Quốc đi nhái này làm gì nữa nha, nhái này bán nhiêu tiền nó đi nhái gì nữa, nhái như công ty mẹ, như công ty con nhái gì bán bao nhiêu tiền đó. Bên hông ở đây nhái phải nhái thương hiệu ha, đã này nó đã rẻ rồi, tự nhiên nhái vô này nó chắc phá sản luôn đó. Nên máy này nó thuộc máy chuẩn hết, máy chuẩn nội địa Nhật hết nha, dây khóa nè, chỉ là lắp ráp ở đâu thôi đó. Có nhiều anh em cứ thấy China hô con này anh bán cho anh một con ha Trung Quốc em, nhưng mà mở ra coi máy mới biết nha, máy thì phải máy Nhật chứ, máy nào bán cũng được mà nha, nên đâu cần phải nói mình nói xạo ra chi.
xe 36 nha, đứng 40/6 mỏng, 89 này chưa có dùng dây nữa nè. Lên tay. Có nhiều anh em ta mua đồng hồ đó là không có cần thiết là phải đeo, ta chỉ là sưu tầm thôi. Nhiều cả trăm cái đồng hồ. Con này thì cái kính con đẹp, có lịch lọc gốc 6 giờ ha. Rồi 550 mã M73 nha, 550k M73. Rồi thì bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hẹn nha, còn nếu tin tưởng em á chuyển khoản hết bên em bao ship ha. Rồi xin chào nhà nha.